chơi đây chơi đi sợ gì chơi đi ngại gì ra con gì đây rồi dứt chứ còn gì nữa đang đỏ đang đỏ dứt thôi dứt luôn nào rồi hà lan nạp tiền vào nick của bạn ấy bạn ấy gửi tiền việt cho mình nên là mình sẽ mua thẻ chiết khấu mình làm cho bạn ấy luôn và bây giờ thì ơ FC có 33, 2953 FC nhá. Lúc nãy thì bạn ấy nạp trước là thứ hai nữa thì là anh em nạp tổng khoảng 900 000 là đủ, nhưng mà đây nạp cả một triệu luôn là sẽ được lên 2900. Bây giờ sẽ quất luôn gói gói 2800 FC có gì đây? ai con chỉ định 30, gói 22 ôn cộng 8, cộng quân cấp 102 cộng 5, cộng 5 tỷ BB tươi, huấn luyện viên đặc biệt 6 sao, thẻ nâng cấp lại icon từ 1 đến 5 với giá trị uh, 80 uh, tỷ BB uh, phiếu giảm giá thuế 140 thẻ tích lũy đó rồi giờ quất luôn nào bởi vì là mình có 140 vé dùng vé mua mua luôn vật phẩm may mắn nhá mua luôn cái gói tích lũy này rồi nhận tất cả này thẻ BP này nghĩa là có 5 tỷ BB tươi này rồi gói cầu thủ của chúng ta sẽ có một gói World Cup trên này 2 cộng 5 này và ai con chỉ định 30 này gói 22 NG cộng 8 này test cho anh em nó phải chuẩn test nó phải nhanh rồi mua World Cup Ờ... Uh, cộng 2 rồi min luôn là gói của mốc thẻ 100 quân luôn 3 đến 5 3 đến 5 5 đi nào là con 5 đi nào rồi ai con à ai con là lại có hai củ ngay đúng không hai củ hai củ rưỡi rồi quân cấp lại là mùa quân cấp 108 một con phôi quân lưu bên 6 sao quân lưu bên 6 sao quân lưu bên 6 sao Mong là chỉ số cao được rồi Chỉ số cao lấy phôi là Gullit Còn chưa xịt khói này Ôi mẹ Hakimi Mở đi Khói này bao nhiêu tiền man á Ờ à, Ông nào 900 nghìn là đủ Má 113 Được phôi em ạ Hôm nay chúng ta để người đầu tiên là set tranh cô này Set tranh cô này Một là chơi đây anh em ơi Chơi đây Chơi đi sợ gì Chơi đi ngại gì Ra con gì đây rồi cdm lại rai các à rai cá rồi kia thì vào được rai cạc à? rai kẹc à? rồi giờ gói này sẽ ra gì đây gói happy new year này từ mua nốt gói vào phẩm cái mà may mắn đó thể là lại cuộc đời cho ai cần dưới 80 tỷ nhiều con hàng đấy nhiều con đấy rồi làm phát huấn dẫn viên 6 sao trước nào vật Ôi giời ơi, Karin mẹ nhìn qua đâu trong tưởng nó có cu mẹ. Nào có cộng 5 nào. Rồi cộng 5 nào. Ôi giời ơi, Diano cộng 4 này. Thế <laughs> nào? 105 này, 1053 đến 5 này. Ra cộng 5 nào. Cộng 5 đi em ơi. Cộng 5 nào. Rồi xì khói 110. Thomas Muller ạ. À. Cái này có vẻ ổn ổn hơn này, khi mà mở gói thường thôi là đã ra 110 rồi này. Đấy, Spotlight Xì khói tiếp này 109 này Sterling cộng 4 luôn này Mở nào Mở đi Cộng 5 nào Lửa rồi, lửa rồi Tây Ban Nha RB ai Má đỏ thế nhở Đỏ thật sự luôn ấy 109, 110, 111 Vãi Không, à, cứ từ từ em ạ Mở nào Gói cộng 8 này Lửa thôi, cần lửa thôi Cần lửa thôi là được rồi Xịt khói ạ, à. 113 tiếp này Rứt luôn Rứt chứ còn gì nữa Rứt chứ còn gì nữa Đang đỏ, đang đỏ Rứt thôi Rứt luôn nào Rồi Hà Lan tiếp ST Oai à, Van ạ